Có phải không? Ok. Rồi bây giờ cô sẽ kiểm tra bài cũ nha. Rồi, khuê. Con đọc cho cô những từ này. And nose, neck, oh, orange, octopus, Octopus. octopus. Ok. Rồi, bây giờ con đọc cho cô đoạn hai câu này nha. I am Nelly. Is my nose and my neck. I am Ollie. This is my orange and my octopus. Ok. Rồi, cái chữ này nè, con chỉ cần đọc là am, am là đủ rồi ha, không có đọc I am nha. I am là từ khi con thấy chữ này con mới đọc I am, thấy chưa? Thấy chữ I am mình mới đọc là I am, còn cái này là mình viết tắt rồi, mình sẽ không đọc là I am, mình chỉ cần đọc là am Nelly. Ok. Rồi, bây giờ đọc lại nào. I'm Nelly. This is my nose and my neck. I'm Ollie. This is my orange and my octopus. Ok. Rồi, bây giờ con đọc cho cô. Rồi bây giờ con đọc cho cô những từ vựng này nha. Mom, dad, boys, in, Girls. 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 Okay. Thank you. Rồi bây giờ đợi các bạn vô rồi chúng ta học bài mới nha. Rồi bây giờ trong thời gian đợi thì cô sẽ hỏi cô một vài từ vựng nữa nè. Bây giờ 11 bà mẹ chúng ta sẽ nói như thế nào? Con cho cô là 11 moms. 12 ông bố. 12 dads. 12. Twelve dads. Ok. Rồi, ví dụ ha. Ví dụ 15 bà mẹ. Ok. Có nhớ không? Đây, từng rồi cô có chỉ các con đếm số từ 11 tới 20 rồi nè. Bây giờ Khuê đếm lại cho cô từ 11 tới 20 nha. Cô là 11, 12, 13, 14, 5, 13. 13. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.20. Ok. Rồi, 20 nha, lưu ý. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ làm bài tập trên Easy Slide nhé. Ừ, các bạn đợi một tí. Rồi bây giờ nha. Look and say the word. Rồi bây giờ về. Number Grandma, one. Okay, number mums, two. Number three. grandpa,
Grandpa. 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 Okay. Number four. Dad. Dad. Okay. Dad and daughter. Rồi tiếp nha. Says the word. Rồi bây giờ Huê đọc cho cô câu này thế nào. This is your mom, grandma. Okay, what is mean? What is mean? Grandma. What is mean? Nguyên cái câu này có ý nghĩa là gì? Cô dịch ra cho cô. Con thưa cô là đây có phải là ba của bạn không ạ? Ba của bạn không? Ok, dịch chữ không ngoài sau nó hỏi ha. Tiếp. Rồi câu này. Is this your mom? Là mẹ. Đây có phải mẹ của bạn không? Ok, tiếp. Is this your grandpa? Đây có phải ông của bạn không? Tiếp. Is this your dad? Đây có phải bố của bạn không? Ok. Rồi ha, bây giờ cô sẽ chỉ hình hình này. Con, what is this? Grandma. What is this? Grandma. Ok. What is this? Dad. What is this? Mom. Ok, what is this? Grandpa. Ok. Rồi. Làm sounds and letters. Rồi, dạ nha. Rồi, complete the words. Hoàn thành cái câu này. Rồi bây giờ các con thấy chữ này. Am, con điền từ gì ở đây? Con cho cô là an. An. Rồi, đọc cho cô thử nguyên câu nè. Am Nelly. Ok. Rồi. Điền từ nào? And. This is my. And. My gì? My neck. Ok. Neck là? Cổ ha. Đúng rồi. Tiếp. Em đã cô là oh. Oh. Ollie. Ok. Tiếp. This is my orange. Oh. Okay. Oh, this is my octopus. Okay. Rồi. Đây, số 2 ha. Listen and choose. Bây giờ con sẽ nghe và điền chọn ra ha. Ok, bây giờ nghe nha, bắt đầu. 1. Orange. A or B? A. Ok. 2. Neck. A or B? B. Okay, neck. Rồi, nghe nè. 3. Nose. Eye. 4. Octopus. B. Okay. Rồi. Còn một câu chưa làm là câu nào ta? Câu nào chưa làm đây? Ok, rồi câu này. Điền từ gì vô, Huê? And this is my nose. Rồi, rồi đọc bài ha. Ok, very good.
Rồi có ai vô chưa? Hello Phương Linh. Con chào cô. Rồi, giờ chúng ta làm tiếp bài tập nha, tuần rồi. Rồi bây giờ nha. Count and write the number. Bây giờ nha, tụi con sẽ đếm và viết những cái con số ra. Rồi, how many balloons? How many balloons? Phương Linh. Con hô cô là 7 balloons. 7 balloons phải không nè? 11 hay là 7 con? Con hô cô là 11. Đúng rồi, ok. If how many balloons? Quê? Con đố cô là 12. 12 gì? 12 balloons. Ok, balloons. Ok. Tiếp nha. Rồi, bây giờ nha, làm bài tập số 2. Tập số 1 nè, mà ôm chúng ta cùng ôm lại bài một chút ha. Thôi bài này các con đã làm chưa? Làm dưa bật mic lên trả lời giùm cô, làm chưa? Làm rồi. Ok, làm rồi ha. Rồi vậy hôm nay chúng ta sẽ học tiếp bài mới nha. Ok. Okay, today we will learn lesson 5, sounds and letters. Hôm nay chúng ta sẽ học bài số 5, sounds and letters về cái phát âm ha và các từ. Okay. Rồi, listen, point and repeat. Hôm nay chúng ta sẽ học từ P. Okay, P. P, từ B này chúng ta có hai từ vựng mới. Okay, đây là. Okay, mời Phượng Khuê. Con đưa cô là P panda. P pan. Ok, very good. Rồi, Phương Linh. Phương Linh. Con đưa cô panda. Ừ, tiếp theo. Pen. Ừ, tiếp theo. Đúng rồi. Panda, pen. Ok. Rồi bây giờ cô sẽ cho các con nghe ha. Ok, bây giờ chúng ta học đọc luôn ở dưới này nữa nè. Polly is a panda. She has a pen. Ok. Huê. Cô cho con đọc. Polly is a panda. She has a pen. Rồi, Phương Linh. Con xin cô con nào. Phương Linh. Polly is a panda. She has a pen. Rồi. Hello Mỹ Chi. Rồi, Mỹ Chi nè. Chị chú ý nha. Từ này chúng ta sẽ đọc là P. Panda. Pen. Rồi, Mỹ Chi đọc lại cho cô nào. P. Panda. Pen. Rồi, Mỹ Chi đọc cho cô hai câu dưới đây nha. Poi. E. Panda. Xe. Hát. Pens. Ok. Rồi, con lưu ý nè. Từ này mình sẽ đọc là Polly. Polly. Rồi, từ này mình sẽ đọc là she. Chứ phải she nha con. Mình đọc là she. Rồi, đọc lại cho cô. She.
She has a pants. Rồi, đọc lại câu ở trên nữa. Pony is a panda. Ok. Rồi, bây giờ các cô sẽ cho các con nghe ha. Listen and point. Letter P. 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 Panda. P. Pen. Listen and repeat. Letter P. 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 Panda. P. Pen. Listening 28. Listen and chant. Polly is a panda. She has a pen. Puh, puh, puh. Puh, puh, puh. Polly is a panda. She has a pen. Puh, puh, puh. Puh, puh, puh. Listening. Ok, rồi. Quay lại bài học nào. Rồi bây giờ nha, có con dịch cho cô câu này đi nào. Hai câu này, bạn nào có thể dịch được? Bạn nào có thể dịch? Who can? Who can translate? Phương Linh. Phương Linh. Dịch. Polly. Polly. Polly là một con gấu trúc, phải không nè? Polly là một con gấu trúc, rồi gì nữa? She has a pen có nghĩa là she has a pen. Cô ấy có một cây viết mực. Ok, she. Rồi, dịch lại nào. Đây là một con gấu trúc. Cô ấy có một cái bút. Ok, bút. Đúng rồi. Rồi, tiếp theo. Mỹ Chi, dịch nào, Mỹ Chi. Con thưa cô là một con gấu trúc. Polly là một con gấu trúc. Polly là một con gấu trúc. She là cô ấy. Cô ấy có một cái viết mực. She là cô ấy. Cô ấy có một cái viết mực. Rồi, ok. Huế. Anh cho cô là Polly là một con gấu trúc. Cô ấy có một chiếc bút mực ạ. Rồi, ok, very good. Tiếp nha. Point to the letter P. Rồi, bây giờ các con sẽ chỉ ra hàng. Cô sẽ chia mỗi hàng ha. Ok, bây giờ các con sẽ đọc mỗi chữ này cho cô. Bây giờ người ta yêu cầu là mình chỉ cần đọc chữ P thôi thì nó ít quá. Bây giờ cô sẽ yêu cầu mỗi các con sẽ mỗi bạn sẽ đọc cho cô một hàng ha. Rồi, hàng dọc xuống này. Ok, bạn nào đầu tiên nè. Who can? Huê. Bạn cho cô là D E M. H. H. Ok, chữ H tiếng Việt ha. Mình đọc tiếng Anh là H. Rồi, tiếp theo hàng thứ hai.
Chi? Chi? Ace. Nè, chữ này nè. And And tiếp Z B rồi A okay Phương Linh xin con đọc P thì mình đọc chữ P nha con P P P P P OK tiếp Thuê Nếu cô là B K B à B K B. Ok. Rồi tiếp nào. Chi? P. P. S. F. S. Không phải S mà là F. 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 H Ice H S Okay. Linh. Con cô là M C D T. Rồi. Linh đọc luôn đi nào. Con cô là N N B K Ok Rồi Mỹ Chi nè Cô mời bạn Mỹ Chi đọc theo một hàng này cho cô nha Hàng này nè Rồi Mỹ Chi đọc cho cô S A P P P C C S N N Okay. Huê đọc cho cô hàng này dọc xuống. Có như cô là D T B D F Chi Chi K Ok Rồi Được rồi ha Rồi bây giờ chúng ta Cô sẽ cho các con học tiếp Lesson 6 Ok bài số 6 là phần Story Câu chuyện Rồi câu, Bây giờ bài này chúng ta sẽ nghe Cô sẽ bật video cho các con nghe câu chuyện ha Câu chuyện này có tên là My Brother Có nghĩa là anh người em trai của tôi Rồi Tiếp nha, bây giờ cô sẽ bật nghe nè. Twenty-nine. Listen to the story. This is my grandpa. Grandpa, this is Lucy. Hello, Lucy. Hello. This is my mom. Hello, Lucy. Hello. Is this your grandma? No,
It isn't. This is my brother, Billy. Hello. Rồi bây giờ cô sẽ bật lại cho con nghe, con nghe thêm một lần nữa ha. Listen to the story. This is my grandpa. Grandpa, this is Lucy. Hello, Lucy. Hello. This is my mom. Hello, Lucy. Hello. Is this your grandma? No, it isn't. This is my brother, Billy. Hello. Ok, rồi bây giờ như nè, một bạn, cô sẽ mời một bạn đọc lại tất cả bài này cho cô nha. Bạn đầu tiên, Phương Linh. Cô xin cô con đọc. This is my friend. Con phải đọc tựa bài trước nè. My brother. Ok. This is my grandpa. This is my mom. Is she your grandma? No, it isn't. This is my brother. Okay, Mỹ Chi. Con thơ cô đọc bài My Brother. This is my grandpa. This is my mom. It is your grandma. No, it isn't. This is my brother. Okay. Cô chú ý hai chữ này mình đọc là brother. 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 Ok, Mỹ Chi bật cam lên nha con. Khuê. Anh được con đọc. My brother. This is my grandpa. This is my mom. Is this your grandma? No, this is. This is my brother. Ok, rồi bây giờ cô sẽ phân vai cho các bạn ha. Hay là các con sẽ dịch ra bài này ta. Rồi bây giờ các con dịch đi nha. Rồi Khuê, con có thể dịch không? Can you? Con cho cô là My brother là đây là em trai của tôi. This is my grandpa là đây là ông của tôi. This is my mom là đây là mẹ của tôi. This is your grandma là đây có phải mẹ của bạn không? No, it isn't. Là không, đây không phải là bạn. This is my brother. Đây là em trai của tôi. Okay. Thank you. Very good. Tiếp. Phương Linh dịch bài. Con xin cô con dịch. My brother là anh em trai tôi ạ. This is my grandpa.
là đây là ông nội của tôi. This is my mom. Là đây là mẹ của tôi. Is it your grandma? Là đây là bà của tôi. No, đây, đó có phải là bà của tôi, của bạn không? Bạn không. Đây có phải là bà của bạn không? No, isn't là không phải. She is my brother. Là đây là em trai của tôi ạ. Rồi, ok, Mỹ Chi. Con thưa cô là she is my brother. Là em trai của tôi. She is my grandpa. Đây là ông của tôi. She is my mom. Đây là mẹ của tôi. Is it the grandma? Đây có phải bà của bạn không? No, it isn't. Là không. This is my brother. Đây có phải đây là em trai của tôi ạ? Rồi, very good, chính xác ha. Ok. Vậy thì cái học bài rồi bây giờ chúng ta sẽ làm sách bài tập để ôn tập lại kiến thức nha. Ok. Rồi, sách bài tập. Rồi, trace and write the letters P. Bây giờ bài này các bạn về nhà tự làm nha, tự điền đồ lên, tự điền lên ha. Rồi, cái bài này cũng vậy luôn. Rồi, bây giờ nha, listen and draw the line. Bây giờ mỗi bạn sẽ đọc cho cô, mỗi nhìn cái bức hình và các bạn sẽ đọc cho cô ha. Rồi, cô chỉ hình nào thì đọc hình đó cho cô nha. Bạn nào muốn làm trước nè? Rồi Khuê, cô thấy con giơ tay trước. Rồi, mời. Panda. Nose. Ok, thank you. Phương Linh. Con thưa cô là what it is? Octopus. 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 Okay. Right. Pen. Okay. Mỹ Chi. Con thơ cô là này mình đọc là quả cam. Quả cam mình đọc sao Mỹ Chi? Orange. 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 Đọc lại orange. Orange. Rồi ok, từ này orange. Từ này, cái hình này dưới đây nè. Pants. Ok, pants. Rồi, rồi nha. Rồi bây giờ nha, bây giờ các con sẽ nói từ P này với cái từ mà cái từ trong trong 6 cái hình này các con sẽ nói vô hình nào ha. Mời một bạn, Phương Linh. Dạ. Rồi, bây giờ con nói chữ P này vô hình nào? Hình nào mà có chữ cái đầu tiên á? Con thưa cô là con gấu trúc ạ. Rồi, mình đọc lên chữ đó lên tiếng Anh nào. Panda. Rồi, ok. Rồi nói với hình nào nữa? Pen. Rồi.
Ok. Xong. Rồi qua bài số 6 nha. Rồi bây giờ nha. Rồi bây giờ các con đọc cho cô mỗi chữ này nè. Đây đây là hình bạn Rosie đúng không? Các con thấy trên hình ở đây không? Các con sẽ điền những cái từ mà ở trên hình cái khung này nè vào ô trống, nghe chưa? Ví dụ it is your sister. It is your sister. Đó có phải là chị gái của bạn không? Rồi, nếu như hình này là chị gái phải không? Đúng, thì mình sẽ nói là yes, it's E. Ok. Rồi, từ này điền từ gì vô? Mỹ Chi. Mỹ Chi. Con thưa cô là con điền từ. Từ gì? Z, it is. Ok. Yes, easy. Rồi. Hình number 2, hình số 2 nè, Huê. It is your. Is it your brother? Brother. That is it. Yes. Yes or no? Yeah. Yes. Is it? Rồi. Phương Linh. Con thưa cô là is it your grandpa? Điền từ gì vô nè? No, con phải hình nhìn trong hình trên đây, nhìn trong cái khung này. Còn thiếu chữ gì chưa điền? Con thưa cô là grandpa. Không, ở đây là mình là no, is, isn't nè. Thì trên đây mình phải chọn câu trả lời là sao? Dad. Đúng rồi, dad. Rồi, câu trả lời. Yes or no? No, it isn't. It is my grandpa. Ok. Rồi, bây giờ mời các con đọc lại nha. Rồi, đọc lại những cái câu này. Rồi, câu đầu tiên. Huê, đọc lại nào. Con thưa cô là this is your sister. Yes, it's E. This is your brother. Yes, it's E. This is your grandpa. This is your dad. No, it isn't. This is my grandpa. Rồi, chữ no này nhớ nè. Lưu ý là mình đọc chữ no chứ không phải lô nha. No. Ok. Mỹ Chi. Xin. Xin y. Rò. Xích tờ. Z. Y. Is. Yes, it y. Z. It y. Tiếp. This is your brother. That is E. Tiếp nào. Is it your dad? No, it isn't. This is my grandpa. Ok, Phương Linh. Phải xin cô con đọc. Is it your sister? Yes, he is. Yes, it's E. Yes, it's E. Yes, it is. Is it your brother? Yes, it is. Is it your dad? No, he isn't. It is your grandpa. My grandpa. My grandpa. Ok. Rồi, bây giờ các con cũng đọc rồi ha. Ok, tiếp nha. Làm, chúng ta làm trên easy start nè.
Rồi. Rewrite the sentences. Viết lại cái câu này ha. Rồi, bạn nào có thể làm hoàn thành được câu cho cô câu này? Chúng ta vừa học trong sách sách khoa nè. Who can? Vĩ Chi? Con thưa cô là thôi nè dinh ờ panda. Ok, Polly, đọc lại cho cô. Polly. Polly is ok, Polly is a panda. Tiếp, she, câu này bạn nào? Quê. Con thưa cô là she has a pen. A pen. Rồi, tiếp nào. Listen and speak. Rồi nha, bây giờ các con sẽ nghe và nói lại anh ha. Nghe nè. Pen. Rồi, Huê. Pen. Ok. Phương Linh. Panda. Cô là pen. Panda. Panda. Rồi, tiếp. Ok. Qua bài số 6 ha. Rồi, bây giờ listen and complete the sentences with the given words. Rồi, bây giờ các con sẽ hoàn thành cái câu này với những cái từ mà còn đưa ra, những từ mà người ta cho ha. Rồi. Is this your sister? Rồi, điền từ gì vô đây trong này nè. Mỹ Chi. Con thưa cô là... Điền từ gì vô? This is raw. Điền từ gì? Riders. No, có con có nghe không? Cô vừa bấm cho nghe nè. Hay cô bấm lại cho nghe nha. Mình phải nghe người ta nói gì, sau đó mình mới điền vô đúng y chang cái người ta nói gì đó ha. Đó là luyện các con cách mà nghe đó. Rồi, chú ý lắng nghe nha. Is this your sister? It is your sister. Rồi, điền từ gì vô nè, Mỹ Chi? Con thưa cô, con điền sisters. Rồi, đọc lại nguyên câu. This is your sisters. It is your sisters. Ok. Tiếp nha. Rồi, câu thứ hai nè. Nghe nè, tập chú ý lắng nghe nè. Yes, it is. Rồi, điền từ gì vô? Linh. Con thưa cô là yes. Rồi, nghe nha. Is this your brother? Huê. Con thưa cô là brother. Rồi, đọc nguyên câu đó cho cô nè. Is this your brother? Ok. Rồi, nghe nha. Yes, it is. Phương Linh. Con thưa cô, con điểm từ yes. Ok. Rồi, nghe nha, chú ý nè. Is this your dad? Huê. Con thưa cô là dad. Nghe nè. No, it isn't. This is my grandpa. Chị. Con điền từ no. Rồi, no, đọc nguyên câu cho cô. No, it isn't. This is my grandpa. Ok. Rồi, bài số 2. Bây giờ các con sẽ read the sentences. Đọc cái câu này ha. Rồi bây giờ cô sẽ bấm vô cái hình cái micro này và các con cô mời bạn nào thì các bạn đó đọc nha, bật micro lên đọc nha. Rồi cô mời bạn Phương Linh nào.
Okay, cô bấm nha. Is it your sister? It is your sister. Ok, cái máy này nó không nhận diện được rồi. Đợi cô một tí nha. It is your sister. It is your sister. Không được rồi các bạn ơi. Thôi bây giờ chúng ta không đọc không cần máy nha. Ok. Đọc lại nữa nào, Phương Linh. Đọc lại nào. Con thưa cô là is it your sister? Ok. Tiếp. Câu này đọc như nào? Chi? That is E. Rồi. Câu này đọc như nào, Khuê? Is this your brother? Ok. Câu này đọc như nào, Phương Linh? Con thưa cô là yes. He is. Yes, is he. Yes, he is. Rồi, các con chú ý nha. Yes là chỉ có yes, is he thôi nè. It nè, it, is. Rồi, chú ý, không có quên nữa đó. Tiếp. Câu này. Quê. Is this your dad? Chi? No, it isn't. This is my grandpa. Okay. Rồi, vậy là các bạn vừa học xong unit 1, lesson 5 and lesson 6 rồi ho, phải không? Ok, hôm nay chúng ta sẽ học thêm một unit mới nữa nha. Đâu. Rồi. Rồi, unit 2 nè. Unit 2, he's happy. Rồi. Bài số 2, lesson 1. Rồi, anh là he's happy có nghĩa là anh ấy thì hạnh phúc ha, hoặc là anh ấy thì sung sướng, vui vẻ gì đó. Ok. Rồi, bây giờ các con chú ý nha. Ở đây chúng ta có các những cái cảm xúc, chúng ta sẽ học về cảm xúc của mọi người. Đây. Happy. She smile. Cô ấy đang mỉm cười ha. She's happy. Ok, cô ấy thì hạnh phúc. Rồi, tiếp. Ok, he looked down. Anh thì nhìn đôi mắt của anh ấy thì nhìn xuống ha. His eye looked down. Ok. He's sad. Anh ấy thì buồn. Ok. Rồi. She is thinking about food. Cô ấy đang nghĩ về đồ ăn ha. Cô ấy đang nghĩ về đồ ăn thì có lẽ là cô ấy. She hurry. Cô ấy đang đói. Ok. She hurry. Rồi. Bạn bên đây. Anh này. He's thinking about water. Ok. Anh ấy đang suy nghĩ về thức uống ha. Nước uống thì có vẻ là he's thirsty. Thirsty nghĩa là khát. Ok. He hot. Ok, anh ấy đang nóng nực ha, ra mồ hôi nè. She cold. Cô ấy lạnh ha. Ok, rồi bây giờ các con sẽ nghe lại cô đọc lại thêm lần nữa nha. Rồi, chú ý nè. Cô có 5 từ mới ngày hôm nay. Happy. Sad. Hurry. Thirsty. Hot. Cold. Ok, rồi bây giờ cô mời một bạn đọc lại nè. Bạn nào có thể đọc được?
Huê. Con cho cô là hungry. Sad. Nè, đọc từ trái qua phải. Happy. Sad. Hungry. Thirsty. Hot. Car. Rồi, ok. Tiếp. Mỹ Chi. Con thưa cô cho con là happy. 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 Sad. Hungry. 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 Ok. Thirsty. 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 Tiếp. Hot. Đúng rồi, hot. Tiếp. Cold. Đúng rồi, cold. Cold. Phương Linh. Bà xin cô con đọc happy, sad, hungry, thirsty. Hot, cold. Ok. Rồi bây giờ cô sẽ chỉ bất kỳ những cái từ này ở đây nha. Các con sẽ đọc cùng cô. Cô mời bạn Mỹ Chi. Hungry. Đọc lại. Hungry. Ok. Từ này khác nè, khác nước. Thirsty. 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 Ok. Từ này happy. Ok. Rồi Huế. Từ này cold. 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 Rồi từ này sad. 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 Ok. Từ này thirsty. Ok. Phương Lên. Từ này con thưa cô là hungry. Con thưa cô là hot. Happy. Thirsty. Okay. Rồi, bây giờ các con, cô sẽ cho các con nghe ha. It hurts. Okay, class. Who would like to do problem 3 on the board? Listening 30. Listen and point. Happy. Sad. Hungry. Thirsty. Hot. Cold. Sad. Hungry. Cold. Thirsty. Hot. Happy. Listen and repeat. Happy. Sad.
hungry, thirsty, hot, cold. Listening 31. Listen and chant. Happy, happy. Sad, sad. Hungry, hungry. Thirsty, thirsty. Hot, hot. Cold, cold. Okay. Rồi, bây giờ nha, look at the picture, nhìn vào bức tranh. Bây giờ cô sẽ chỉ ra và các con sẽ nói nha. Rồi, bây giờ ha, các con đã học về chủ đề về gia đình rồi đúng không? Còn về ông, bà, you learn about mom, dad, grandpa, grandma, sister, brother. Ok, rồi bây giờ ha, các con sẽ chỉ cảm xúc ha, của mỗi nhân vật trong thành viên trong gia đình ha. Ví dụ, cô lấy ví dụ, bố đang bị lạnh, bố đang lạnh, thì các con sẽ nói là dad's cold, dad, hoặc là dad is cold, hoặc là dad's cold, ok? Rồi, để cô ghi ra trên đây nha. Ví dụ, các con sẽ nói là dad cold, hoặc là dad is cold. Rồi, có hai cách đọc. That's cold hoặc là that is cold đều được. Rồi, những từ khác cũng phải luôn. Ví dụ như ông ha. Grandpa, grandpa's cold. Hoặc là grandpa is cold đều được. Rồi, bây giờ nha, cô mời một bạn đầu tiên. Cô chỉ nhân vật thành viên nào thì các con sẽ nói thành viên đó nha và nói cảm xúc họ luôn nha. Phương Linh. Rồi, cô hỏi nè. Bà. Grandma 30. Grandma's 30. Grandma 30. Con phải xì. Một là con phải xì ở phía sau chữ grandma, grandma's, hoặc là grandma is nha. Có hai cách đọc, rồi quan trọng cách đọc nào cũng được, nhưng mà các con nếu mà con nói tắt thì các con phải xì. Rồi, nói lại. Grandma's 30. Rồi, ok. Tiếp Phương Linh. Teacher's hungry. Okay. Brothers turn sad. That's cold. Mom's happy. Baby's happy. Đúng rồi. Rồi, ok, thank you. Tiếp, mời một bạn nữa nè. Khuê. On the cooler, dad is cold. Grandpa is hot. Grandma is thirsty. Sister is hungry. Brother is sad. 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 Rồi, nghe cô đọc nè, cái chữ buồn á, cái từ buồn mình sẽ đọc là sad. Đọc lại. Sad.
sad. Brother is sad. Brother is sad. Mom is hungry. Happy. Happy. Baby is hungry. Happy. Đây, hai cái từ happy này ở chính giữa hai người này thì dùng chung, hiểu không? Hỏi lại. Mom is hungry. No. Nè con, chú ý hungry là ở trên này nè, là đói, hungry. Còn happy là vui vẻ, hạnh phúc ha. Nói lại nè. Mom is happy. Baby is happy. Ok. Rồi, Mỹ Chi. Con thưa cô cho con đọc. Dad calls. Dad calls. Dad calls. Ok, hoặc là that's equal. Nè, có thấy cái từ này ở trên không? Con nè. Có. Rồi, con có hai cách đọc. Hai cách đọc này con sử dụng cách nào đều được. Nhưng mà nếu như con sử dụng cách nói tắt, ở trên là viết tắt, ở dưới là không có viết tắt. Nếu mà ở trên các con sử dụng cái cách ở trên á, thì phải S này, các con phải xì. That's cold. That's cold. Ok. Rồi, đọc lại cho cô. Hoặc là cách thứ hai, đọc cách thứ hai như bạn Khuê cũng được. Chúng ta ưu tiên đọc cách thứ hai nha. Thứ hai là cách không viết tắt ha. Các con sẽ dễ nhớ bài lâu hơn. Các con sẽ nói là that is cold. Rồi. Ok, Mỹ Chi đọc. That is cold. Rồi, tiếp. Brother sad. Brother is sad. Brother is sad. Rồi. Grandma is thirsty. 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 Nói lại. Grandma is thirsty. Okay. Tiếp. Sister in D. Sister is hungry. Sister in D. Is hungry. Sister is hungry. Đọc lại nè Mỹ Chi. Mỹ Chi, đọc lại nào. Mỹ Chi đâu rồi? Ok, tiếp ha. Rồi bây giờ cô sẽ cho các con làm sách bài tập. Chút xíu bạn Mỹ Chi quay lại lớp thì chúng ta sẽ mời bạn Mỹ Chi đọc tiếp ha. Rồi, sách bài tập đâu? Rồi, nhìn và đọc cho cô những cái từ này nha. Rồi, Phương Linh. Con thưa cô, từ đầu tiên là happy ạ. Next. Tiếp theo, next. Từ thứ hai là hot. Okay. Từ thứ ba. Từ thứ ba là sad. Từ thứ còn tư. Từ là hungry. Ok. Thứ năm. Còn từ năm là cold. Đúng rồi. Rồi, Phương Linh. Oh, sorry. Quê. Con thu cô từ thứ nhất là
happy. Từ thứ hai là hot. Từ thứ ba là sad. Từ thứ tư là hungry. Từ thứ năm là cold. Okay. Rồi, chúng ta qua easy slot nhé. Easy slot. Okay, choose the correct words. Chọn những cái từ đúng nha. Rồi, nhìn vô. Look at the picture. She is sad or happy? A or B? A or B? Phương Linh? Anh hơn cô là A. Đọc lên từ này. Happy. Đúng rồi. Tiếp. Rồi, look at the picture. Đây, đây là cái gì đây? What it is? Cái nhiệt kế ha. Nhiệt kế và sun, ông mặt trời. Rồi, mấy các con đoán xem chúng ta sẽ điền từ nào? A or B? Khuê? Ấn cho cô là B, hot. Ok, nóng ha. Tiếp. Rồi, từ này. Phương Linh? Con thưa cô là A. Sad. Đọc lên cái từ đó chứ. Sad. Rồi, hình này, Mỹ Chi. Con thưa cô là A. Đọc lên cái từ. Hungry. Hungry, đói, ok. Tiếp. Rồi, cái nhiệt độ ha, với hình tuyết, Mỹ Chi. Con thưa cô là B, cold. Ok, đúng rồi ha. Tiếp theo. Rồi, read the words. Các con sẽ đọc lên ha. Mời một bạn đọc nào. Từ này. Quê. Happy. Tiếp. Phương Linh. Con của cô là sad. Tiếp. Mỹ Chi. Hungry. Tiếp. Phương Linh. Con thưa cô là hot. Tiếp, Khuê. Cold. Mỹ Chi. Kitty. Thirsty. Thirsty. Ok. Rồi, hôm nay chúng ta học nhiêu đây thôi ha. Rồi bây giờ cô sẽ cho các con nghe nhạc. Nghe nhạc tiếng Anh, ok? Đợi cô một tí. Ta nghe cái khác ha. What do you do when you're happy? When I'm happy,
I laugh. When I'm happy, 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 I laugh, laugh, laugh. Laugh, 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 I laugh, laugh, laugh. When I'm happy, 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 I laugh, laugh, laugh. What do you do when you're sad? Okay. What do you do when you're sad? Hey, các con có nhìn cái chữ hàng ở dưới không? Có thấy không? Có cái hàng dưới không nè? What do you do when you're sad? Đây, đúng thế. Có nghĩa là bạn thường làm gì khi bạn buồn? Okay. What do you do when you're sad? When I'm sad, I cry. When I'm sad, I cry. When khi mà tôi buồn thì tôi khóc. When I'm sad, I cry. When I'm sad, 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 I cry, cry, cry. Cry, 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 I cry, cry, cry. When I'm sad, 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 I cry, cry, cry. What do you do when you're angry? What do you do when you're angry? Khi bạn giận, bạn làm gì? What do you do when you're angry? When I'm angry, I stomp my feet. When I'm angry, 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 I stomp my feet. Stomp my feet. Okay, stomp my feet. Có nghĩa là dậm chân ha. Khi tôi tức giận thì tôi dậm chân. I stomp my feet. When I'm angry, 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 I stomp my feet. What do you do when you're hungry? When I'm hungry, I eat a snack. When I'm hungry, 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 I eat a snack. Eat a snack, I eat a snack. When I'm hungry, 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 I eat a snack. Yum, 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 yum. What do you do when you're sleepy? When I'm sleepy, I go to sleep. When I'm sleepy, 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 I go to sleep. Go to sleep, I go to sleep. When I'm sleepy, 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 I go to sleep. Thanks for watching. Click on our logo below to subscribe for more fun kids videos. Hi Judy, how are you? Rồi, bây I giờ, am happy. Bây giờ các bạn nghe thêm một bài hát nữa nha. Chủ đề về cảm xúc. Hi Judy, how are you? I am happy. Let's sing a song. Hi Judy. I am sad. Oh, don't be sad, Bobby. Hi, Judy. How are you? Hi, Judy. How are you?
I am hungry. Yes, I am hungry. Here, Bobby, have my ice cream. Thank you. Now I am full. Hi, children. How are you? Hi, children. How are you? I'm happy. I'm sad. I'm angry. I'm hungry. I'm happy. I'm sad. I'm angry. I'm hungry. Ok, rồi bây giờ các bạn nha, cô dẫn nè, các bạn về nhà luyện tập nghe, luyện tập nghe, đọc lại bài. Rồi ngày mai cô, các bạn phải vào sớm nha, nhưng không như hôm nay nữa nha, không có vào quá trễ nha. Rồi, goodbye. Goodbye, teacher. Goodbye. Bye, teacher.